Chào mừng các bạn, chúng ta lại quay trở lại cùng với VJT Super League năm 2023, một giải đấu kỳ lạ. Đây sẽ là cuộc đối đầu giữa AS Roma cùng với Juventus. Sân chơi ngày lúc này thì AS Roma là những người đang bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn ảnh của các bạn. Dành cho câu lạc bộ áo xanh. Và cô Khánh Bình, và cô không vào. Quả đá tiếc dành cho câu lạc bộ Juventus đã gọi lên bóng vừa rồi. Đó là đưa bóng qua người đến từ giáo viên, và đây là cơ hội lấy bóng dành cho các thủ AS Roma. Đang là Phúc Thiên. Cơ hội lại quay trở về cùng với các thủ áo đỏ ngay lúc này. Phúc Thiên ơi, dứt điểm đi. Không vào. Cái nỗ lực đến từ Phúc Thiên, Nam Khang. Vẫn đang là Phúc Thiên. Qua người, đây là Phúc Thiên. Cơ hội lại quay trở về cùng với các thủ AS Roma. Không vào. Đây là Phúc Thiên, cơ hội không vào. Lại một lần nữa thì bóng đã chạm vào cột dọc cứu thành. Phá công dành cho Ba Đam Gia. Đã là cơ hội dành cho Di Khang. Và đã là Di Khang. Chuyển hàng đến từ Di Khang, quá đáng tiếc. Đó là bàn thắng dành cho cao thủ Juventus ngay lúc này. Tình huống chạm bóng của Phúc Thiên đã vô tình có một tình huống đốt lưới nhà. Câu lạc bộ Juventus là những người đã có cho mình bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Hãy cùng nhìn lại một lần nữa cơ hội vừa rồi. Đây là cơ hội dành cho Juventus, đang là Di Khang, không vào. Cần phải có nhiều hơn những sự sắc lẹm để cho trận đấu này. Một cơ hội dứt điểm dành cho các thủ áo đỏ, không vào. Và còn đó là bàn thắng thứ hai dành cho cao thủ Juventus ngay lúc này. Một bàn thắng vỡ hòa cảm xúc từ chân của Di Khang, quá tuyệt vời. Và kết thúc cực kỳ chuẩn xác của cầu thủ mang áo số 19, đó là Tạ Duy Khang. Đã có rất nhiều những cơ hội dành cho số 12, xin lỗi bạn, là số 19 của câu lạc bộ Juventus. Đưa bóng qua người đến từ số 12, Nam Khang áp sát, cơ hội không vào. Và bóng vẫn chưa thực sự tốt, và đây là cơ hội không vào.